坎坷，从天大树永远数不清。好，不去了，嘿，好，不去了，嘿嘿。躲过食人花攻击，可惜一碗灯也有戏。好，不去了，嘿，好，不去了，嘿嘿。快旋转吧，闪电耳旁响起，大象的耳朵下一起比喻食人鱼，打造着不畏惧。一起唱着狂想曲。走掉，干掉，干净一点。一对两对三对，早起的蚂蚁把我叫醒。不去了，嘿，好，不去了，嘿嘿。大漠不散的香，鳄鱼是我的滑滑梯。不去了，嘿，好，不去了，山不冲出去。饺子充满动力，蝴蝶的海洋是我的双翼，彩虹里乘着风朝天际，再次唱着狂想曲。Về nơi quan giả. Tập 100. Ai là thiên tài toán học? Của anh, của em, của anh, của em, đưa cho anh, của anh, của em, đưa cho anh, của anh, của em, của anh, của em. Có trò vui để xem rồi. Bỏ tay ra, anh bỏ tay ra, đừng giành với em. Rõ ràng là của anh, em bỏ tay ra, đưa cho anh. Bỏ bỏ tay ra. Khung gỗ này là em tìm thấy trước, nhưng là anh lấy trước, nên khung gỗ này phải đưa cho anh. Em thấy nó trước, nên khung gỗ này phải là của em. Mau buông tay ra, em mới phải buông tay ra đó. Của anh, của em, của anh, của em. Chỉ vì một khúc gỗ mà thành ra thế này. Nhưng mà gỗ có ngon không nhỉ? Đưa đây cho anh, là của em. Là của anh, của em. Buông tay ra. Nguy rồi, kiếp. Mau nhìn kìa, ở bên kia. Nếu họ đều dành nhau khúc gỗ này, vậy thì chắc là rất ngon. Không ổn rồi. Hết rồi. Hết rồi. Khó ăn thật đó. Cậu là cái đồ không biết thưởng thức, lại ăn món ngon của chúng tôi. Hơn nữa lại còn dám nói là khó ăn. Khó ăn thì nói là khó ăn mà. Tôi nói có sai đâu. Các cậu làm gì vậy? Đáng ghét. Ai cho cậu ăn? Ai cho cậu ăn? Ricky! Ricky! Cậu ở đâu vậy, Ricky? Ricky! Thả tôi ra! Các cậu mau thả tôi ra! Thả ra! Thả tôi ra! Ngoan ngoãn ở lại đây! Không được đi đâu hết! Cậu hãy ngoan ngoãn ở đây suy nghĩ lại đi! Mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Ricky bị Hải Ly bắt nạt! Không được! Mình phải đi cứu Ricky. Mau thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Chờ đã. Thả Ricky ra. Nếu không tôi sẽ không khách khí với các cậu nữa đâu. Nhìn đi. Đây là cái gì? Nhìn xem chuyện tốt mà Ricky đã làm đi. Cậu ấy không những đã ăn mất khúc gỗ ngon lành của chúng tôi, hơn nữa còn nói đồ ăn của chúng tôi không ngon. Các cậu phải đền khúc gỗ cho chúng tôi. Đúng, các cậu phải đền. Đền xong chúng tôi mới thả Ricky ra.
Cũng không phải. Cũng không phải. Ở đâu có cái giống thế nhỉ? Hai khúc gỗ này giống hệt nhau. Tìm thấy rồi. Thế nào? Thế nào hả? Đã định cho các cậu rồi. Mau thả tôi ra. Vậy giờ có thể thả người được rồi chứ? Còn nữa đâu? Còn nữa? Còn cái gì nữa? Đương nhiên là khúc gỗ rồi. Cái gì? Chẳng phải tôi đã tìm trả một khúc gỗ rồi sao? Lẽ nào cậu muốn tôi đền hai khúc sao? Cái gì mà một khúc hai khúc? Đây là bao nhiêu? Còn đây thì sao? Các cậu lẽ nào đến một và hai cũng không phân biệt được? Một là gì? Hai là gì? Lẽ nào các cậu bị mù toán học à? Phải thì sao? Không phải thì sao? Tóm lại cậu phải đền cho chúng tôi 10 khúc gỗ. Sao các cậu có thể như vậy? Mau tìm đi. Đừng ở đây nói nhiều nữa. Nghe rõ chưa hả? Bambo, vậy phiền cậu đi kiếm thêm vài lượng nữa. Chuyện này... Sao các cậu có thể như vậy chứ? Thế nào? Giờ đã đủ gỗ rồi. Có thể thả người rồi chứ? Đã đủ đồ rồi. Tôi có thể ra ngoài rồi chứ? Không tồi, là 10 khúc gỗ. Kiếp. Dân. Thả người. Dân. Các cậu thật sự chỉ biết đếm đến 10 sao? Đúng vậy thì sao? Thế này thì sao? Giờ là bao nhiêu? Không biết. Còn này là bao nhiêu? Không biết. Không phải chứ, không biết thật hả? Bambo, họ đều là đồ thất học. Thời buổi này mà còn không biết nữa. Không phải chứ. Vậy làm thế nào mà cậu biết là 10? Không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi nhìn thấy là 10 thì biết là 10. Thì ra là ước lượng bằng mắt. Đây là chuyện kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe. Các cậu như thế này có được không? Các cậu còn phải quản lý mà. Không biết đếm, làm sao mà được chứ? Sửa đạp và toán học có quan hệ gì chứ? Xem ra tôi phải dạy cho họ thôi. Thôi bỏ đi. Nếu không, họ lại bắt đền chúng ta. Này, cậu đi thật đấy à? Nào các bạn học sinh, nhìn kỹ nhé. Đây là 1. Đây đọc là 2. Còn đây là 3. Các bạn học sinh đọc theo nào. 1, 2, 3. Có ngon hơn gỗ không? Hình như gỗ ngon hơn. So sánh kiểu gì thế không biết. Nào các bạn học sinh, đọc theo tôi nhé. 2. Đọc là 2. 2 là 2 nhé. Gỗ vẫn ngon hơn. Chúng tôi không thích ăn 2. Ôi trời, so sánh kiểu gì vậy? Không ổn rồi. Con đập bị rò nước rồi.
Sao lại có nhiều lỗ hổng thế này? Lỗ hổng kia phải rộng đến 20cm đấy. Phải làm sao đây? Lỗ hổng to thế này chắc cần phải 10 cây gỗ. À không, chắc phải là 12 cây gỗ. Không đúng, không đúng. Chắc phải cần... Lại còn nhiều lỗ hổng nhỏ như vậy, phải tính thế nào đây? Kiếp, đi lấy cây gỗ lớn hôm trước ăn còn thừa và cây gỗ nhỏ tìm được tuần trước để bịt lỗ hổng lại. Dân, Scott, 6 lỗ hổng còn lại thì dùng những cây gỗ vừa nãy để bịt vào. Sao các cậu có thể quyết định tùy tiện như vậy? Phải tính toán trước đã chứ. Xong rồi. Làm tốt lắm các em. Sao họ có thể không cần tính toán mà vẫn chính xác như vậy? Tôi biết rồi. Thật ra bẩm sinh đã là thiên tài toán học rồi.